Con là sứ giả của chương trình gia đình tài tử. Trưởng đoàn Hoàng Thị Gấm, 58 tuổi, phó chủ nhiệm câu lạc bộ cựu chiến binh quận 5, cùng chồng là bác Phạm Xuân Hồng, 60 tuổi. Âm nhạc. Hát karaoke chấm điểm. Người chơi phải hát một bài trong số 5 bài hát do ban tổ chức quy định và sẽ được dàn máy chấm điểm. Thành công nếu số điểm lớn hơn hoặc bằng 95 điểm. Hát thi tại phim trường sẽ do ban tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên, có thể dùng hình thức bốc thăm. 1, 2, 3, yeah! Cũng xin nói đây là đoàn văn công của sư đoàn 7, binh đoàn Cửu Long. Đây là nơi mà gia đình nhỏ của anh Võ Hoàng Duy Trinh đang sinh sống. Thế thời đi học thì anh ghét nhất là môn nào? Một số môn như là địa lý, hóa nè. Nhớ và đọc chính xác tên 88 nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học. Khi các ký hiệu hóa học hiện lên, người chơi phải đọc đúng tên nguyên tố hóa học đó. Cái này hơi bị khó nha. Biết vậy thì không nói tới môn hóa đâu. Cái này hơi bị khoai nha. Không biết là anh có nhớ lại ở trường ngày xưa là, ví dụ nha, N nè, đây là chất gì nè? Nitơ. Hay quá. Cu. Cái đó là đồng. C. C là canxi. Carbon. Một, hai, ba. Chiến thắng. Chúng ta chào đón gia đình ngày hôm nay.